Cảm ơn các bạn đã quay lại và lắng nghe kênh Hồng Nhung kể chuyện. Hôm nay mời các bạn nghe tiếp chương 16, 17 và chương 18 của tiểu thuyết tình cảm xã hội Cô Dâu Mới của tác giả Tống Thị Phương Anh. Chương 16, có lẽ nhân duyên là thứ gì đó có muốn trốn chạy cũng rất khó, nó như một vòng luẩn quẩn, có muốn xa cũng vẫn phải gặp lại nhau dù cho có muốn hay là không. Tuyết trên xe nói thẳng quan điểm với Cảnh, tôi không thể ở bên anh được. Tại sao? Có rất nhiều điều mà giữa anh và tôi không thể đến gần nhau, chuyện đêm qua tôi sẽ coi như đó là một kỷ niệm giữa hai chúng ta. Cô đang tự mình đánh mất cơ hội tốt giữa chúng ta, hãy cứ sống làm vợ tôi bên cạnh tôi một cách bình thường. Ngay từ đầu giữa chúng ta đã không có gì là bình thường cả, anh quên tôi lấy anh là có mục đích và anh biết điều đó, hãy làm thủ tục ly hôn đi, tôi cũng mong chúng ta ai cũng sẽ đều hạnh phúc. Tuyết cười nhẹ ánh mắt gượng gạo, cô bước xuống xe Cảnh giữ tay. Tôi muốn được hạnh phúc, anh chắc chắn sẽ có hạnh phúc. Anh về đi, người anh yêu đang chờ anh, bản thân anh dành cho tôi chỉ là tình cảm nhất thời, đừng làm cô ấy buồn. Tuyết khẽ rút nhẹ tay khỏi bàn tay Cảnh, cô bước đi ra ngoài vẫy chào Cảnh trước khi lên xe buýt. Cảnh nhìn bàn tay của anh ta giơ trong không khí một cách lặng lẽ, anh ta cười như mỉa mai bản thân. Cô ta từ chối mình, nực cười thật, nói xong Cảnh ánh mắt lầm lì phóng xe đi. Tuyết thấy xe Cảnh vụt qua. Cô cúi đầu thở dài và suy nghĩ. Như vậy sẽ tốt cho cả hai. Tôi sợ nhất rằng sẽ có tình cảm. Nếu như vậy chúng ta sẽ rất đau khổ. Tại Quảng Ninh, Yến cứ nhìn đồng hồ chờ Cảnh tới, cho tới khi cô ta nhận được cuộc gọi của bạn Cảnh. Yến à em, tới quán này đi, Cảnh nó say lắm rồi. Ở đâu vậy anh? Yến liền vội vã đi tới một quán rượu, trong tiếng nhạc du dương. Cảnh say ngồi vẫn cứ đang rót uống, hai người bạn ngăn cản, Yến cũng lao vào cản, Cảnh ngẩng lên nhìn. Em đến rồi thì uống cùng anh say lắm rồi đấy, thôi đi anh, hôm nay anh muốn say. Cảnh đứng dậy không vững đến nỗi Yến phải đỡ, anh ta lên xe rồi nắm tay Yến vội nắm lại. Em đây, anh thấy sao rồi, anh nhớ cô ấy, mỗi lần gặp Tuyết anh lại nhớ cô ấy, nụ cười của Tuyết đẹp như hiền vậy. Anh yêu Hiền, anh có sai không? Yến sững sờ khi Cảnh nhắc đến Hiền. Anh không sai, đã yêu thì không có đúng sai. Cảnh nhìn ánh mắt của Yến. Đôi mắt của em rất đẹp. Nói xong Cảnh nhắm mắt, Yến bật khóc, cô ta nhớ lại năm xưa. Hôm đó có hai cô gái bị tai nạn đưa vào viện, bác sĩ lo lắng. Một cô gái mất đôi mắt, tim cũng bị đâm thủng, giờ chỉ chờ người hiến tặng, tình hình nguy cấp. Một cô gái bị mất máu quá nhiều, bệnh nhân chuyển nặng có nguy cơ chết não, thế rồi cô gái bị chết não đó chính là Hiền. Gia đình cô đến vì ham tiền nên đã hiến tặng mắt và tim của Hiền cho nhà Yến, cứu sống Yến. Yến tay cầm vô lăng bật khóc, em thật ra mới chính là kẻ thế thân. Bao năm qua anh ở bên em vì trái tim và đôi mắt này, em biết điều đó nhưng em vẫn muốn được ở bên anh. Bởi vì yêu anh nên em nghĩ bản thân sẽ vượt qua được mọi chuyện trong quá khứ. Thế nhưng điều em lo sợ đang xảy ra, anh mãi mãi trong lòng chỉ có chị Hiền. Còn em chấp nhận làm kẻ đến sau ngốc nghếch để được ở bên anh. Yến tựa vào ngực Cảnh, nước mắt tuôn rơi. Tại nhà họ Vũ, mẹ Lâm quát vào mặt Lâm vẻ tức giận. Con ngu hết cả phần của người khác. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà sao con lại lôi chuyện đó ra nói mà làm gì. Con chẳng sợ gì cả, thì đúng là hắn cũng hai đời vợ mà sao ông còn chê con, ông phân biệt đối xử quá rõ ràng. Con phải hiểu là Cảnh là nó tự cưới ở bên ngoài, nó không được gia đình họ Vũ đồng ý cho cưới con bé đấy nên ông con chưa bao giờ tính. Sao lại không tính? Anh ta cưới kể cả là nhà họ Vũ không đồng ý thì vẫn là cưới lần hai, mà ngày đó tại sao ông không chấp nhận hả mẹ? Con bé đó bị bệnh tim là một, bố mẹ bỏ nhau rồi bố nó đi tù nghiện, mẹ nó thì cờ bạc gia cảnh không ra gì nên mới không được chấp nhận. Nhưng nó bám thằng Cảnh lắm, thằng Cảnh khi đó thanh niên mới lớn, mới đi du học về vập vào nó say đắm. Về cãi lời cả nhà còn bị từ mặt cũng nhất quyết đòi cưới mà.
hắn cũng si tình như vậy hả mẹ? Chỉ có điều đầu óc nó tính toán và độc đoán, kể ra mẹ đang nghĩ tại sao nó chưa ly hôn con Tuyết. Có lẽ nào hắn yêu cô ta không mẹ? Điên, đến giờ phút này mẹ khẳng định hắn chỉ yêu bản thân, ngoài ra con Yến hay con Tuyết tất cả chỉ là một bình phong che lấp đi con người thật sự của hắn. Hắn mỗi lần con nhìn đều thấy ánh mắt cứ đáng sợ mẹ ạ. Cứ tránh nó ra càng tốt, con chưa phải là đối thủ có thể đối đầu với nó. Mẹ nghĩ cách để con cưới sớm đi nào. Mai mẹ sẽ lên nói chuyện với ông cụ, nếu quá căng thẳng bắt buộc chúng ta phải chờ. Nhà gái không nghe ý mẹ. Không nghe cũng phải nghe, phải được ông con chấp thuận thì vợ con bước vào nhà này mới có giá trị được, con hiểu ý mẹ không? Đau đầu, muốn lấy vợ cũng bị ngăn cấm, bó tay, Vũ Đức Cảnh ơi là Vũ Đức Cảnh, mày làm hòa với vợ đi để tao yên được lấy vợ cái. Cảnh nửa đêm bật dậy, anh ta ôm đầu với cốc nước bên cạnh tu ực hết. Nằm bên trái anh ta là Yến, Cảnh ôm đầu nhớ lại lúc tối qua quá say, thấy Yến ngủ say, Cảnh liền kéo chăn lên đắp cho Yến rồi ghé vào bên ngực trái như nói với trái tim. Anh yêu em. Yến nắm chặt tay, cô ta cố ra vẻ mình đang ngủ. Sáng hôm sau khi Cảnh thay đồ, Yến tỏ ra vô cùng bình tĩnh như không có gì xảy ra. Đêm qua anh say lắm, anh có tâm sự gì cứ nói với em được không? Anh thì làm gì có tâm sự gì, cười nhạt. Vậy tại sao anh lại say như thế? Lâu lâu say cũng thú vị mà, hôm nay anh mặc đồ đen. Vâng, Cảnh ra cửa, Yến đứng vẫy chào. Cô ta buồn bã nhìn lên trời, ngày u ám nhất đến rồi. Cảnh tay cầm bó hoa hồng đỏ đặt lên ngôi mộ có tên Nguyễn Thu Hiền. Anh ta lấy tay lau tấm bia mộ rồi cười nhẹ, em khỏe không, anh hôm nay sẽ ở đây cả ngày với em như mọi năm. Cảnh lấy đàn guitar ra đánh rồi cười nhẹ nói. Ai cũng nói rằng em không hợp với anh, thế nhưng chính anh lại thấy anh không phù hợp với em. Anh không thể bảo vệ em có một cơ thể toàn vẹn, anh ước rằng lúc đó anh có thể ở đấy, ở bên cạnh em. Nói xong Cảnh rơi nước mắt, anh ta mím chặt môi rồi cố cao kìm chế lại, anh ta hát lên câu hát, vì thương em mà gạt bỏ hết, tự trọng chẳng màng cái kết. 3 tháng sau, Yến bỏ que thử thai lên cô ta đã có được 2 vạch như mong muốn, cô ta hét lên trong nhà tắm vì quá vui mừng. Tuyết thì đang học thấy buồn nôn. Vội mở lịch ra xem chu kỳ nhưng vì bản thân kinh không đều nên Tuyết chủ quan. Hôm sau Tuyết đang hái rau cho mẹ cô nôn thốc nôn tháo khi thấy mẹ tưới phân. Mẹ Tuyết liền sinh nghi khi thấy con gái dạo gần đây hay nôn, người xanh sao đi. Bà âm thầm đi mua que thử thai về đưa cho Tuyết lúc cô đang tắm. Mày thử cho mẹ xem, thử gì mẹ, mày giống người có chửa lắm, thử đi xem nào. Chắc không phải đâu mẹ nghĩ gì đấy, có quan hệ thì có bầu còn chắc cái gì nữa, thử đi xem nào. Mẹ Tuyết ngồi luôn trong tô lê nhìn Tuyết thử thai, que lên 2 vạch bà nhìn Tuyết còn cô như không thể tin vào mắt mình rằng cô đã có thai. Vũ Đức Cảnh lúc này đang đứng chỉ đạo bắt hàng tại cửa khẩu, anh ta với gương mặt nghiêm nghị bắt không bỏ sót bất cứ thứ gì là hàng lậu, thấy cấp dưới xin. Sếp bắt xong rồi em về sớm trước một chút được không ạ? Có chuyện gì sao? Vợ em đang vào viện sắp sinh, em muốn ở bên vợ em lúc này. Ồ vậy về đi, anh cho chú nghỉ có phép 7 ngày. Dạ em cảm ơn anh ạ, chúc anh cũng sớm có tin vui. Cảnh mỉm cười nhẹ mà không hề biết rằng 2 người đàn bà của anh ta đều đã có thai. Chương 17. Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ đi xa với anh ta, thậm chí trong lòng tôi đã quyết định chấm dứt tất cả, thế nhưng dường như những gì tôi muốn làm chúng đều không theo ý tôi. Mẹ Tuyết liền hỏi con gái, của cậu ta đúng không, phải không? Mẹ đừng có cuống lên như vậy, con suy nghĩ một chút nào. Suy nghĩ gì nữa, của nó chứ của ai, để mẹ báo cậu ta luôn. Tuyết liền nhanh ý cô gạt đi suy nghĩ đó của mẹ mình. Không phải đâu mẹ, mẹ đừng có gọi, mày nói cái gì, không phải của nó thì của ai, mày không lẽ sống lang chả hư hỏng đến thế à? Con sẽ phá bỏ, mẹ cứ giữ kín chuyện này, không hay ho gì mà để lộ ra ngoài. Tao là mẹ mày, của ai,
Nói đi, của người con mới quen, còn con và Cảnh đã chấm dứt không liên quan gì đến nhau nữa rồi. Mày, loại mất dạy, hư hỏng. Bà mẹ Tuyết bật khóc, còn Tuyết lo lắng trở về phòng, cô ôm đầu rồi ngồi co ro ở góc phòng, tay run run sờ lên bụng. Cảnh vừa từ cơ quan trở về ngôi biệt thự riêng nơi có Yến đang sống, vừa bước vào anh ta thấy mùi thơm nức của đồ ăn, Yến mặc chiếc váy đỏ đầy lộng lẫy sang trọng, cô ta mỉm cười. Anh về rồi à, anh thay đồ đi rồi mình ăn tối. Gì mà long trọng vậy, anh cứ đi thay đồ đi, hôm nay em làm toàn những món mà anh thích. Hẳn là có chuyện gì rồi, tin vui anh đi thay đồ đi nào. Cảnh lên phòng tìm ảnh tài liệu gửi cho cấp dưới thì thấy bức ảnh anh ta chụp Tuyết vẽ ngồi bên hiên, lặng nhìn bức ảnh rồi Cảnh ấn vào nút xóa. Trở lại bữa tối mà Yến đã chuẩn bị, Cảnh ngồi xuống thì Yến rót sẵn ly rượu vang. Anh uống thử loại này xem có ngon không? Em có tin vui gì muốn cho anh biết? Yến chạm ly của cô ta vào ly của Cảnh. Em có thai rồi anh vui không nào? Yến cười rạng rỡ còn Cảnh đổi sắc mặt. Anh ta với nụ cười gượng gạo. Không thể nào, anh nói gì, em có thai rồi anh thái độ đó là sao, anh không thích hay sao? Không phải chỉ là em đột nhiên có, anh hơi hoang mang vì bao lâu nay. Em vui lắm anh biết không, em có thai rồi giờ em cũng cần một danh phận, còn chúng ta cần có giấy tờ đàng hoàng, anh ly hôn xong xuôi đi rồi chúng ta kết hôn nhé, được không anh, vì con của chúng ta. Để anh suy nghĩ thêm, đừng để e chờ quá lâu nhé, em chờ được. Cảnh ăn xong anh ta ra ngoài sân hút thuốc, cô giúp việc đi ra. Cậu gọi tôi, cô ấy có thai rồi chị biết chứ, tôi mới biết chiều nay ạ. Vậy bổn phận của chị ở nhà này để làm gì hả? Hôm nào cậu bảo là tôi pha thuốc tránh thai cho cô ấy uống chứ chưa sót lần nào cả. Chưa sót vậy mà cô ấy đã có thai, tôi thất vọng về chị. Yến đứng nép bên cửa sổ, cô ta nghe trộm toàn bộ đoạn nói chuyện giữa Cảnh và cô giúp việc. Cô ta đưa tay lên tim như không thể tin vào tai mình. Anh ấy đúng là thực sự không muốn có con với mình. Tại sao, ngày trước anh ấy muốn có vậy mà sự thay đổi này là gì? Là vì điều gì, hay vì cô ta? Tuyết ngày hôm sau đi ra khỏi nhà từ sớm. Cô tới bệnh viện để đăng ký bỏ thai sau cả đêm suy nghĩ. Tay ký vào tờ giấy đồng ý hút thai mà tay run bần bật, Tuyết bước vào phòng siêu âm, điều hòa lạnh khiến cô sởn gai ốc, bác sĩ nói. Thai 9 tuần rồi, hoàn toàn khỏe mạnh, tầm này không can thiệp hút được mà phải nào, sẽ đau đấy, mang thai lần mấy đây? Lần đầu à? Thế thì suy nghĩ kỹ đi, não sẽ ảnh hưởng về sau lắm, lại còn chưa có đứa con nào, cô cứ khuyên cháu chân tình, cố mà giữ con. Con hoàn toàn khỏe mạnh, tim thai đấy nghe thấy không? Tuyết nhìn lên màn hình thấy hình ảnh em bé đã thành hình rõ ràng, tiếng tim thai đập khiến cô chảy nước mắt. Khi bước ra ngoài Tuyết quay lại nói với bác sĩ, cô ơi cháu không làm nữa có được lấy lại tiền không ạ? Được để cô bảo cho, không sao cả chỉ tính tiền khám với siêu âm thôi. Dạ vâng, về uống thuốc bổ đều đặn nhé. Dạ vâng. Tuyết bước ra bên ngoài cô ra công viên ngồi nhìn tờ kết quả, cô mỉm cười. Chị à, em có con rồi, em sẽ cố gắng nuôi con của mình. Hôm nay em suýt nữa đã làm điều ngu ngốc, phụ nữ thời nay dám làm dám chịu. Em chấp nhận vất vả đến mấy cũng sinh con ra nuôi con thành người, chị phù hộ cho em nhé. Tuyết về nói với mẹ là đã bỏ. Sau một tuần cô nói lên gần trường ở cho tiện vì còn đi làm thêm, cũng từ ngày cô nói chia tay Cảnh cả hai không hề liên lạc gì nữa, Tuyết cứ ngỡ anh ta đã tự giải quyết ly hôn một cách êm đẹp. Hàng ngày Yến được ăn ngon chăm sóc cẩn thận, còn Tuyết xin bảo lưu việc học và đi làm thêm phục vụ ở một quán cà phê buổi tối. Ban ngày Tuyết đi phụ bếp cho một trường mầm non quốc tế, cô đứng nhiều đến mức chân phù lên. Bếp trưởng còn hùa vài cô lao công vào nhặt rau rửa bát hộ. Con gái sao khổ thế con, mệt thì nghỉ đi giờ bầu cũng 8 tháng đẻ đến nơi rồi. Con có mệt đâu, không làm đến lúc đẻ xong không có tiền u à. Chân phù cả lên rồi, tối lại đi làm nữa hả?
Vâng, tối con vẫn đi làm được, cố nốt u à. Đấy, con gái cứ làm mẹ đơn thân là thiệt, là khổ lắm cơ. Con chịu được, đôi khi có chồng chưa chắc đã không khổ u à. Tuyết rất hoạt bát vui vẻ nên ai cũng yêu mến. Chuyện Tuyết có thai chỉ có Huy và Lệ biết, cả hai mang một đống đồ sơ sinh đến phòng trọ của Tuyết. Thôi hai đứa lại mua làm gì, đủ rồi mà, đủ làm sao được. Tao bảo thằng Huy rồi cả hai sẽ thay phiên chăm mày khi mày sinh con. Thôi chắc tao hôm trước hôm sau là làm được rồi. Giờ hơi à, làm sớm khổ chứ sướng gì. Tuyết cười nhẹ, Huy pha cho Tuyết cốc sữa. Uống đi bầu mà gầy lắm. Tao bảo không phải đi làm tao nuôi được mày cơ mà. Thôi, có hai đứa mày ở bên lúc này là tao vui rồi. Lệ ôm cổ Tuyết và Huy. Cố gắng lên, chúng ta sẽ làm được tất cả, sẽ làm được. Tuyết bật khóc khi thấy câu nói của bạn, Lệ lau nước mắt. Thôi nào làm con tao buồn giờ, vui lên không được khóc. Yến ở nhà nằm có cô giúp việc bóp tay bóp chân, khi Cảnh đi công tác về thì cô ta giả vờ. Em đau cả ngày nay ý, vậy đi bác sĩ chưa? Anh cứ đi suốt thế này, em không vui nên chắc con không vui nên quẩy đau ý. Anh bận công việc mà, không thể khác được. Anh đã ly hôn xong chưa? Em sắp sinh rồi. Anh muốn con chúng ta sau này không có bố hay sao? Lý do gì anh cứ kéo dài thời gian vậy? Em buồn lắm anh biết không? Yến bật khóc, Cảnh thở dài. Em nín đi, mai anh sẽ giải quyết. Tại nhà họ Vũ, ông cụ thở dài nhìn ra ngoài khi đang ăn cơm. Ông Văn lo lắng. Bố không thấy ngon miệng. Vợ chồng thằng Cảnh vỡ thật rồi hả con, gần cả năm rồi mà chẳng lẽ chúng nó vẫn chưa cho nhau một cơ hội. Còn bé Yến có thai thì cơ hội gì được nữa bố. Tao có chết cũng không đồng ý con bé đó, mày nói với thằng Cảnh như thế, có đẻ nữa cũng không bao giờ tao chấp nhận. Vâng, để con bảo, bố đừng kích động, chúng chưa ra tòa vẫn là vợ chồng nên con bé Yến hiện tại chưa là gì đâu bố. Vợ nó chỉ có một. Mày bảo nó như thế. Vâng, để con bảo à. Cảnh nhận được tin từ Thịnh. Tuyết đi khỏi nhà nửa năm nay rồi sếp ạ. Đi đâu được, em hỏi dò rồi mà trường nói bảo lưu việc học không đi học cũng nửa năm nay rồi ạ. Có gì uẩn khúc ở đây rồi. Sếp nếu muốn ly hôn đơn giản mà không cần cô ấy ký đâu. Tôi phải lên đó. Ờ sếp, sếp. Nói xong Cảnh lái xe lên Hà Nội, anh ta từng đến đón Tuyết tại nhà Lệ nên đến hỏi thẳng Lệ. Lệ ngạc nhiên khi thấy Cảnh. Anh tìm em có chuyện gì? Anh không gọi được cho Tuyết, phiền em chỉ chỗ Tuyết cho anh. Để làm gì ạ? Giờ đã chia tay rồi thì còn gì để nói với nhau đâu ạ? Anh cần chữ ký của cô ấy để hoàn tất thủ tục ly hôn. À, hóa ra là thế. Đã vậy anh đến địa chỉ này đi, nó đang làm ở đấy. Đến đó nó sẽ cho anh chữ ký. Cảm ơn em. Lệ lừ mắt nhìn Cảnh đi khuất. Tới quán cà phê, Cảnh bịt khẩu trang đội mũ. Anh ta vào order nước uống. Ngồi nhìn xung quanh đột nhiên thấy Tuyết bê nước đặt trước mặt. Em gửi anh. Cảnh nhìn Tuyết đang bụng bầu rất to. Anh ta không thể nói nên lời liền kéo mũ sụp xuống lặng nhìn Tuyết bê cốc ra vào. Bụng to ì ạch nhưng cô vẫn luôn nở nụ cười trên môi. Lát sau tan làm Tuyết rời khỏi quán, Cảnh liền lấy xe đi theo sau. Tuyết ra bên xe buýt, cô đeo tai nghe nhạc vào ngồi chờ ở bến xe. Cảnh ở bên này đường ngồi trong xe ô tô, anh ta thấy Tuyết cứ xoa bụng rồi nói chuyện với em bé. Con cố gắng đủ ngày tháng rồi hay ra nha, ra sớm quá con khổ mà mẹ cũng khổ, cứ đủ ngày đủ tháng rồi hãy ra con nhé. Mẹ yêu em. Trời đổ cơn mưa, xe buýt đi thẳng qua không dừng lại. Tuyết chạy ra với xe ướt hết cả người. Ờ chú ơi, sao không dừng lại vậy? Cảnh lúc này ấn máy gọi cho Tuyết. Alo, là anh, đừng dập máy. Tuyết nhận ra giọng Cảnh. Sao anh biết số mới của tôi vậy? Em khỏe không? Tôi rất khỏe, anh gọi cho tôi có việc gì không? Tôi nghe nói em có thai của tôi phải không? Anh nghe ai nói nhảm vậy, tôi đâu có thai, hiện tại cũng đang có người yêu mới rồi, thế nên đừng làm phiền nhau nữa. Em sống vất vả lắm không? Cảnh đỏ đôi mắt, lúc này Tuyết nhìn sang bên đường,
Cô rơi nước mắt khi thấy cảnh đang nhìn mình. Anh ta không ở đâu xa, anh ta ở ngay trước mặt cô. Chương 18. Chưa bao giờ tôi quên được khoảnh khắc bố của con mình lại xuất hiện ngay trước mắt, dù cho tôi đã nghĩ rằng cả đời sẽ không gặp lại. Đúng lúc chiếc xe bus tiếp theo đi tới, Tuyết liền cúp máy rồi lên thẳng xe cô vẻ mặt như muốn né tránh. Cảnh lái xe đi song song cạnh xe buýt, anh ta cứ nhìn lên ô cửa sổ của xe, nơi Tuyết đang ngồi rồi lại ấn gọi tiếp, Tuyết tắt đi không nghe. Ánh mắt Cảnh rất buồn khi thấy Tuyết đầu tóc ướt nhẹp, bầu to nhưng vẫn phải nỗ lực làm việc. Xe đi tới nơi Tuyết xuống xe thì Cảnh chặn luôn trước mặt cô. Tại sao phải trốn tránh, đối diện đi, tôi không trốn tránh mà là không muốn gặp lại anh. Tại sao không muốn gặp lại, tôi làm gì sai với cô à? Anh không sai nhưng tôi nghĩ không còn chuyện gì để dính dáng tới nhau nữa, anh về đi. Tôi muốn về đi ngủ rồi không có dư sức để tiếp chuyện anh. Tuyết quay đi vào con ngõ nhỏ rồi mở vội căn phòng trọ. Cảnh bước theo sau đi vào thấy căn phòng mưa lớn nên đang dột. Tuyết phải đi lấy chậu hứng. Trong phòng ngoài cái bàn trên kệ có mấy quyển sách và một cái đệm trải dưới đất. Một bếp ga nhỏ với hai chiếc nồi thì chẳng có gì đáng giá. Thấy Tuyết lau vội chiếc tủ bé bé khi có nước chảy vào. Cô vội mở tủ ra bỏ hết đồ sơ sinh bên trong ra nệm vì nước ngấm vào bên trong. Tuyết ánh mắt ái ngại khi thấy Cảnh đang nhìn. Cô cứ coi như không thấy và lau tủ. Cảnh nhìn trên giường bao tay bao chân và những chiếc mũ nhỏ xinh. Anh ta đi ra kéo tay Tuyết. Dừng lại đi, anh bỏ ra, để tôi yên. Tại sao cô có thể để con tôi sống ở một môi trường như thế này được, đi. Đi đâu, anh bảo tôi phải đi đâu. Tuyết nhìn mấy bộ đồ của con bị ướt mà cô bật khóc, Cảnh thấy vậy liền ôm. Con của tôi sao em không nói? Biết nói gì bây giờ, nói gì khi giữa chúng ta vốn dĩ chẳng là gì. Cảnh thở dài, đêm hôm đó nhìn Tuyết ngủ say có lẽ do cả ngày mệt mỏi. Bụng Tuyết bầu to nên cô có vẻ mệt mỏi. Cảnh cứ ngồi nhìn Tuyết ngủ, anh ta nằm cạnh rồi khẽ xoa bụng. Bố sẽ không để con phải khổ nữa. Em bé đạp gồ lên bàn chân, Cảnh lúc này chạm vào má mắt anh ta đỏ lên, đó là cảm giác thật sự của người sắp được làm cha. Tại Quảng Ninh, Yến liên tục gọi cho Cảnh nhưng không được rồi đi đi lại lại gọi tiếp cho Thịnh. Ừ anh nghe, anh có đi cùng anh Cảnh không mà em gọi cho anh ấy không được. Này anh ấy đi một mình, anh ấy đi đâu mà lại đi một mình vậy anh, cứ mỗi lần anh ấy đi một mình em lại lo nhân đôi. Em lo gì anh Cảnh đang giải quyết thủ tục ly hôn với vợ rồi, giờ em nên bình tĩnh chờ đợi thì hơn. Vậy à anh, em cứ nghĩ đơn giản, ly hôn với quan chức như sếp phải sắp xếp nếu không mang tiếng lắm. Vâng vậy chắc anh ấy có thể về nhà họ Vũ, vậy em cúp máy đây à. Yến xoa bụng rồi mỉm cười nhìn ra vịnh, bố con đang đi lo việc rồi, mẹ con mình sắp có danh phận đàng hoàng thật rồi. Sáng sớm. Tuyết nghe tiếng gà gáy liền mở mắt, cô bắt gặp ánh mắt của Cảnh nằm ngay bên cạnh. Ngủ tiếp đi, vẫn sớm mà, anh không ngủ à? Anh không ngủ được, anh cứ nghĩ đến nửa năm qua em sống một mình tự bươn chải làm anh thấy hổ thẹn. Anh có tiền có địa vị vậy mà lại để vợ mình sống lay lắt qua ngày. Cái này do tôi quyết định, là do tôi đã lựa chọn như vậy nên tôi không có trách anh. Cảnh với tay ôm Tuyết rồi hôn lên tóc cô. Về bên anh đi, anh sẽ chăm sóc cho em đầy đủ, có con là ý trời rồi, em hãy nghĩ đến tương lai của con chúng ta. Anh có người yêu rồi mà, cái đó sẽ khiến anh khó xử, tôi không muốn làm người thứ ba phá vỡ tình cảm của bất cứ ai. Em chỉ cần lo việc của em và anh thôi, việc khác để anh lo, đồ của con anh gập cho vào túi hết rồi, giờ đi về thôi. Nhưng còn nhiều chuyện giữa chúng ta. Tình cảm hiện tại chưa có cũng không sao. Hãy cứ nghĩ vì con, anh với em hiện tại vẫn đang là vợ chồng hợp pháp. Nếu em sinh con ra anh sẽ tước được quyền nuôi con của em. Không, con là con của tôi anh không được làm thế. Cảnh thấy ánh mắt Tuyết sợ liền hôn lên môi cô nụ hôn rất nhẹ nhàng. Anh ta ôm chặt Tuyết hơn. Thế nên về bên anh là hợp lý nhất.
Dậy sớm rồi thì đi ăn sáng thôi, ăn uống đầy đủ mới tốt. Tuyết nhìn thấy cảnh, người đàn ông giàu có với những bộ đồ đắt tiền trên người lại chịu nằm ở căn phòng trọ ọp ẹp này chờ cô. Nhìn đống đồ sơ sinh cảnh gấp gọn gàng, cái nào ướt anh ta phơi lên, lúc này Tuyết thấy con đạp nhiều hơn. Cô thầm nói, con gặp bố nên hào hứng đúng không? Mẹ không biết là trốn tránh là đúng hay sai nữa. Mẹ cứ nghĩ bố con sẽ né tránh nhưng bố con lại có vẻ như rất vui khi có con xuất hiện. Tuyết ra bên ngoài chiếc váy của cô đã chật, cảnh liền đưa đi mua váy. Anh ta không quên nắm tay cô đi vào quán ăn sáng, ăn xong lại đưa Tuyết đi khám thai. Tuyết lần đầu khi đi siêu âm mà có cảnh đi cùng, cô y tá hỏi cảnh. Anh cho xin số ạ, anh là chồng của chị ấy ạ. Phải rồi, tôi là chồng. Bước vào phòng siêu âm, cảnh nhìn lên màn hình, bác sĩ mỉm cười. Nhìn thấy gì chưa? Mặt Phỉ Phỉ da ghét chưa, có uống vitamin đầy đủ không? Cảnh nhìn thấy anh ta mỉm cười nhìn theo. Dạ em vẫn uống đầy đủ, anh này chắc chim phải nặng 2 lạng đấy, chim to lắm rồi. Tuyết và Cảnh đều bật cười. Cầm kết quả trong tay, Cảnh nắm chặt tay Tuyết. Anh báo người ở lại trà phòng dọn dẹp cho em rồi, giờ chúng ta phải về nhà thôi, ông mà biết thì mừng lắm đấy. Em còn một chuyện chưa làm, bố mẹ em chưa biết em mang thai. Để anh về nói chuyện với bố mẹ em. Anh để em nói chuyện với bố mẹ qua điện thoại trước, em giờ về thế này sợ bố mẹ sốc. Ừ, vậy mình về nhà luôn nhé. Vâng. Cảnh cười tươi mở cửa xe cho vợ vội vã rồi đưa Tuyết về thẳng nhà dưới Quảng Ninh. Tại nhà họ Vũ, quản gia gọi lớn ông cụ. Ông chủ, cậu cả đưa cô Tuyết về à? Sao cơ, hai đứa về cùng nhau, mặt có vẻ nghiêm trọng không? Mặt không nghiêm trọng nhưng cái gì nói mãi không hết câu sốt cả ruột. Cảnh nắm tay Tuyết bước vào lớn giọng. Ông à, con đưa chắt của ông về đây. Chắt, chắt. Ông thấy bụng Tuyết to liền cười rạng rỡ. Tuyết cúi đầu. Ông à, cháu dâu của ông cuối cùng cũng về. Cháu ông có gì sai con bỏ qua cho nó. Vợ chồng xa rồi lại gần như thế chứng tỏ cả hai đứa vẫn yêu nhau lắm. Không xa nhau được đâu. Ông vui quá, cuối cùng cũng được thấy chát. Cảnh cười nhẹ, còn là chát trai nữa ông à. Con trai à, ôi rồi, ông phải đi thắp hương các cụ. Các cụ phù hộ nhà họ Vũ này rồi. Gia nhân trong nhà nghe thấy liền phao tin khắp nơi, đến tai mẹ của Lâm bà ta đập tay xuống bàn. Mẹ kiếp, hóa ra nó giả vờ cãi nhau để có bầu to mới quay về cái nhà này, như thế nó quá có chỗ đứng rồi. Lâm thở dài, mẹ kệ đi, vợ chồng nó tạm xuôi con mới có thể kết hôn được. Con dốt lắm, con kết hôn lúc nào mà chẳng được cứ phải lo. Bố mẹ đã tới nhà họ ăn hỏi cho con rồi thì cưới lúc nào cũng đều được. Mẹ nhất định không để cái gai ở trong nhà này được. Mẹ phải nhổ nó, có cách rồi đây. Yến đang ngồi ăn hoa quả chợt nhận được cuộc gọi của một người lạ. Cô là Yến à? Vâng, ai vậy? Cô đừng mơ bước chân vào cửa nhà họ Vũ nữa nhé. Mợ cả nhà chúng tôi đã mang thai con trai và sắp sinh rồi. Nhà đang ăn mừng lớn lắm, cô đừng hòng phá vỡ hạnh phúc của gia đình họ. Tiếng cúp máy, Yến hét lên, alo, alo. Cô vội gọi cho Cảnh nhưng vẫn không được, cô ta liền bắt xe đến thẳng nhà họ Vũ. Thấy nhà họ đang treo đèn đỏ, người làm ra vào tấp nập, cô liền hỏi bảo vệ. Chú ơi, nay nhà mình có gì vui vậy? À, cậu cả sắp có con trai nối dõi nên ông cụ đang tổ chức ăn mừng. Lúc này Yến ôm bụng nhăn mặt, vâng thế thì tốt quá rồi. Cháu tìm ai? Người bảo vệ hỏi nhưng thấy Yến lên xe rồi lái thẳng đi, cô ta về nhà rồi ôm bụng rồi khóc lớn. Anh ta lừa mẹ, anh ta nói chỉ cần có mẹ thôi cơ mà, anh ta thậm chí còn chưa bao giờ hỏi mẹ con là trai hay gái, mẹ con mình là kẻ thừa rồi sao, khổ thân con gái mẹ. Nói xong Yến vào bồn tắm ngồi cắt tay tự tử bên trong đó. Cô giúp việc thấy nước chảy hết ra sàn lại kèm máu. Mở cửa nhà tắm ra thấy vậy liền hét lớn. Cảnh và Tuyết đang ngồi cạnh nhau dùng bữa. Họ hàng quây quần đông đủ. Thịnh đi vào ghé vào tai Cảnh nói Yến tự tử nhập viện rất nguy kịch. Cảnh đổi sắc mặt liền đứng dậy. Ông cụ hỏi
Đi đâu vậy? Cháu có việc đột xuất ở cơ quan, cháu phải đi gấp. Ừ, nếu có việc thì đi đi, dù sao cũng ăn gần xong rồi. Cảnh nhìn Tuyết, anh đi đây. Tuyết nhìn rõ thái độ của Cảnh có vẻ đang rất lo lắng. Cảnh vào viện chạy một mạch mà không hề biết rằng Tuyết âm thầm đi ngay theo sau. Cô cố gắng đuổi kịp Cảnh, tới phòng hồi sức thấy Cảnh đang cầm tay Yến. Tuyết thấy Yến bụng cũng đang rất to, cô như chết lặng, Cảnh ánh mắt không vui nhìn Yến. Em điên rồi à, em đang mang thai đấy. Anh quan tâm chuyện có thai hay là không à, em là kẻ thừa con anh cũng chỉ là kẻ thừa, là một đứa trẻ không ai công nhận. Em điên thật rồi. Cô ta có biết chuyện em và anh đã yêu nhau lâu rồi không? Cô ta có biết kể từ khi cô ta xen vào giữa chúng ta anh đã thay đổi? Yến bật khóc lớn, Cảnh liền nói. Chuyện của chúng ta giống như một bức tranh đã nhòa, dù tô vẽ sắc hương cũng không thể thành hoa được nữa. Em sẽ chết đấy anh biết không? Ngày hôm nay anh phải lựa chọn, một là em, hai là cô ta, nếu không anh sẽ mất em vĩnh viễn. Đừng ép anh. Em ca ép anh mà vốn dĩ chúng ta thuộc về nhau còn cô ta chẳng là gì cả. Giờ cô ta có thai rồi em là gì đây? Anh nói đi đồ tồi, em nói rồi, một là em, hai là cô ta, nếu không anh sẽ chỉ thấy xác em và con thôi. Cảnh thở dài thì thấy phản chiếu qua cửa sổ. Anh ta thấy Tuyết đang đứng ở bên ngoài, ánh mắt Tuyết dường như quá sốc. Cảnh quay ra thì Yến níu tay. Em nghỉ ngơi đi. Anh từng nói người anh cưới và yêu sẽ chỉ có mình em, vậy người anh cưới không phải là em, còn người anh yêu là ai? Hôm nay anh phải lựa chọn, một là em, hai là cô ta. Yến gào lên trong phòng, Cảnh nhìn ra bên ngoài, ánh mắt anh ta và Tuyết chạm nhau, có lẽ cuộc đời anh ta chưa bao giờ khó xử như lúc này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe kênh Hồng Nhung kể chuyện. Chương 18 của tiểu thuyết tình cảm xã hội Cô Dâu Mới Đến Đây đã tạm kết thúc. Mời các bạn đón nghe các chương tiếp theo vào kỳ sau. Chào tạm biệt các bạn.